sáng 11 tháng 11, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ công bố quyết định trường đại học Duy Tân đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2. Tại chương trình, đại diện Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Việt Nam, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho trường đại học Duy Tân. Đây là một trong số 14 cơ sở giáo dục đại học được công nhận tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ 2 trên cả nước. Trước đó, trường đại học Duy Tân luôn duy trì vị trí xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng đại học tốt nhất ở châu Á và thế giới. Gần đây nhất, trường nằm trong top 500 trường đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng Time Higher Education năm 2023.